Nam mô A Di Đà Phật, xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room. Đây ta là yêu cầu của đại xe thì chúng tôi cũng xin tạm chia sẻ bốn câu này ngắn gọn thôi. Nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm thì chúng ta biết cái gì, chúng ta sinh ra đời là do cái nghiệp mà chúng ta mới có mặt ở trong cõi đời. Nếu mà chúng ta chết mà không còn nghiệp, tức là nghiệp của thân, của khẩu và của ý, thì chúng ta đã vào được cảnh giới an lạc, niết bàn hoặc là được giảng sanh Tây phương cực lạc. Còn cái gì mà chúng ta sinh ra trong cái cõi đời này là trong lục đạo luân hồi, là do cái duyên nợ chúng ta đã tạo đời trước, cái tam nghiệp sát ác mà mình mới sinh ra, cho nên gọi là nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm. Tại sao là đeo đắm? Là bởi vì không có lúc nào mà nó rời chúng ta hết trơn cả. Ngay đời trước tạo nghiệp, cho này sinh ra vừa hưởng phước mà cũng vừa tạo phước mà tạo tội. Đó. Rồi sau khi chết rồi thì cái nghiệp phước với tội đó, mà gia này nó còn, cho nên mình tái sinh trở lại nữa. Luân hồi, nói đời tam này tức là chuyển lại trong cái sáu nẻo luân hồi này, gọi là đời tam. Còn cõi giới, cảnh giới niết bàn hay là cảnh tây phương cực lạc là cái cảnh giới này an vui, cho nên là có thấy coi là gì, gần như là vĩnh viễn trường tồn tốt đẹp. Còn cái thế gian này sanh tử, tử sanh đầy dẫy sự đau khổ, đầy dẫy sự phiền não, cho nên gọi là đời tạm, vì thời gian sống ngắn ngủi tạm bợ, nó không có lâu dài. Kiếp số luân chìm chốn gốc gai, kiếp số tức là mọi người sinh ra thì gần như là có cái số mạng của nó, số giàu nghèo, cái giàu nghèo này cũng do cái nghiệp chúng ta tạo ra. Mà luân chìm tức là chúng ta chuyển ở trong cái sanh tử luân hồi, trong sanh cái lục đạo, nó gọi là luân chìm, tức là nó luân chuyển và chìm đắm ở trong sáu nẻo này. Chúng gốc gai là bởi vì sáu nẻo luân hồi này, ở cõi thiên, cõi thần, cõi người thì tương đối là đau khổ trong đó, bị còn sanh tử. Còn nếu mà đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì cái chỗ này là gốc gây ghê gớm, khổ não vô cùng đó, bởi vì sinh ra trong sáu nẻo luân hồi, cho nên gọi là kiếp số luân chìm chốn gốc gai. Rồi gặp mưa nhuần ân thánh đế, nay gặp thầy ở đời, thầy dạy đạo, đó thì cho chúng ta biết hội long dân sẽ khai mở, có một vị thánh dương ra đời trị quốc, và gặp được vị thánh dương đó là chúng ta hết khổ. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn sổ căng. Mấy ngàn năm mới có một vị thánh dương ra đời, chứ không phải là mỗi lúc mỗi có. Mà nay mình gặp mưa nhuận ân thánh đế, tức là mình sẽ gặp được một vị vua này, nghĩa là tạo được cái hạnh phúc an vui cho mình trong cuộc đời. Thì đây là một cái dịp mà mặc dầu là khổ ở trong cái đời hạ quan mạt pháp, nhưng mà cũng may mắn gặp được một vị thánh nhân ra đời, cho nên gọi là gặp mưa nhuận ân thánh đế. Cam lồ lồ lưới tắt lửa trần ai, hay cam lồ coi như là một loại thuốc rượu tiên hay là thuốc tiên. Thì cái rượu tiên này là cái là nước, cho nên gọi là lưới tắt lửa trần ai. Cái trần ai này là cái tắt lửa, tức là có thế gian này là đầy dẫy sự nóng nảy thiêu đốt, khổ sở. Trong kinh Pháp Hoa nói con người sống như trong cái nhà lửa thì kêu quả trạch. Mình sinh ra cũng như sống trong nhà lửa thì nó thiêu đốt mình phải chết. Mà bây giờ nhờ cái nước cam lồ này mà rưới tắt cái lửa, nó cháy ở trong cái nhà lửa này, cho nên mình mới khỏi nóng nảy, chết chóc đau thương ở trong cái nhà lửa. Hay nói rõ hơn, ngày nay mình gặp được một cái loại thuốc tiên mà mình uống hết bệnh mà được tinh thần sáng suốt khỏe khoắn. Còn nói rộng hơn nữa là mình gặp được cái kinh luật của Phật, Đức Thầy để dạy đạo chúng ta tu hai cái môn, một môn thiền và cái pháp môn tịnh độ. Cho nên nhờ tu hai cái pháp môn này mà mình ra khỏi cái sanh tử luân hồi, ra khỏi cái nhà lửa ở cõi thế gian này, gọi là cam lồ rưới tắt lửa trần ai. Cái nghĩa đen của nó thì cam lồ là cái nước tiên, thuốc rượu tiên,
Con rượu tiên là uống vô nó bổ khỏe, nó sung sướng vô cùng. Mà cái rượu tiên này nó có thể nó rưới tắt cái lửa trần ai này, là do có thế gian này cũng nhờ có loại rượu tiên đó mà mình uống vô bổ khỏe, không có bệnh hoạn đau đớn. Còn nói nghĩa bóng sâu rộng của nó hiện nay có Phật ra đời dạy đạo pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ để mình tu theo hai cái pháp môn này mà sau này mình được ra khỏi cái sinh tử luân hồi, và sống trong cảnh an vui thì sung sướng, tiêu dao tự tại vô ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Ok, tới đây thì chúng tôi xin tham ngân ha, và tiếp theo là xin kính mời quý đồng đạo tham gia vào cái pháp hội niệm Phật hôm nay. Dâng hương trước bàn thờ cửa quyền thất tổ, cúi kính dâng hương trước cửa quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiện. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật chi dốc tu hiện tạo phước duyên. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi đầu lại tạ tổ tông ơn sanh dưỡng gì không nhọc nhằn, rồi con xin giữ đạo hành tu cầu tam tổ siêu tăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mắt mày thức, mong nhờ được cả về trên độ con yên ổn dưỡng bệnh cội tu. Nam mô A Di Đà Phật.